Có lẽ trong đa số mọi người chúng ta đều có một cái mong muốn là có được một cái làn da khỏe mạnh, căng mịn, trắng sáng, không có các cái nếp nhăn, không tàn nhang, không có vết nám. Tuy nhiên, dưới các tác động của thời gian, môi trường khói bụi, rồi là ô nhiễm, dưới tác động của ánh sáng mặt trời, hoặc là những cái tác động về mặt tâm lý như lo âu, căng thẳng, stress kéo dài, cũng đã làm cho da của chúng ta có xu hướng bị lão hóa sớm, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, với các biểu hiện như là nhão da, đám xuất hiện các cái vết nám, thì rồi là các cái nốt tàn nhang, làm cho chị em không khỏi lo lắng, cũng như là mất đi cái sự tự tin của mình. Việc điều trị nám và tàn nhang cũng khá phức tạp nếu như chúng ta không có được một cái giải pháp điều trị đồng bộ và toàn diện. Nhiều chị em cũng đã từng phàn nàn là tại sao điều trị nám thường là không có cái dứt điểm mà rất hay tái phát. Sở dĩ có cái tình trạng như vậy là do chị em chúng ta chưa áp dụng đúng các cái phương pháp đồng bộ, thường là dùng các cái sản phẩm đơn lẻ, thậm chí là dùng các cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc và không có cái phép lưu hành của Bộ Y tế. Vì vậy hiệu quả của nó rất là thấp, thậm chí là có một số các cái tác dụng phụ. Hiện nay trên thị trường thì đã có cái bộ sản phẩm Dara có tác dụng dưỡng da, hỗ trợ điều trị nám tàn nhang rất hiệu quả, được rất nhiều chị em chúng ta tin tưởng, tin dùng và phản ánh kết quả rất là tốt. Sở dĩ cái bộ sản phẩm Dara nó có tác dụng rất tốt trong cái quá trình dưỡng da cũng như là hỗ trợ điều trị nám hoặc là tàn nhang, bởi vì cái sản phẩm này được sản xuất trên cơ sở nghiên cứu các cái đặc điểm đặc tính da của người Việt Nam chúng ta. Nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm nó có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, ví dụ như là hoa anh đào được nhập từ Nhật Bản, nhân sâm được nhập từ Hàn Quốc, rồi là hoa cúc và collagen thủy phân. Đặc biệt là cái công nghệ sản xuất cái bộ sản phẩm Dara ấy rất hiện đại, dùng cái kỹ thuật siêu âm để chiết xuất các cái tinh chất từ các cái thảo dược, cho nên dưới cái tác động của nhiệt độ thấp, vì vậy là đảm bảo được cái độ tinh khiết rất là tốt và cái chất lượng tinh chất là được giữ nguyên, làm cho cái hiệu quả của sản phẩm là rất là tốt và không có các tác dụng phụ như là bị dị ứng của da. Bộ sản phẩm Dara ấy thì nó gồm có 3 cái sản phẩm cụ thể. Một là cái kem dưỡng da ban ngày, hai là cái kem dưỡng da ban đêm và ba là cái serum trị nám. Thì cái kem dưỡng da ban ngày á thì nó có một cái tác dụng là ngoài cái tác dụng dưỡng da, nó còn có cái hỗ trợ cho việc phòng chống cái ánh sáng mặt trời, chống cái tác hại của tia UV. Thế rồi là nó hạn chế cái sự tăng sinh của các cái tế bào hắc tố melanin. Vì vậy nó có hỗ trợ điều trị tận gốc các cái nguyên nhân để gây ra nám và tàn nhang và hạn chế được tối đa cái tình trạng bị tái phát trở lại. Vì vậy khi dùng cái kem ban ngày này ạ thì nó có cái tác dụng vừa là dưỡng da, làm cho da chúng ta căng mịn, vừa để giải quyết được nguyên nhân sâu xa của cái nám và tàn nhang và hạn chế được cái tình trạng tái phát. Thứ hai là cái serum này ạ, thì do cái đặc điểm là cái cấu trúc phân tử của nó rất là nhỏ, cho nên nó có cái tác dụng là đưa sâu các cái dưỡng chất có trong cái sản phẩm vào sâu tất cả các lớp của da, nó làm cho cái quá trình dưỡng da được bền vững hơn. Và đặc biệt nó có cái tác dụng là phá vỡ các cái sự tăng sinh của cái tế bào melanin, cũng như làm tan gãy các cái chân của các đám nám. Vì vậy nó hạn chế được cái tình trạng tái phát. Thế rồi là như là chị em nhiều lần là phản nàn là vì sao nó bị tái phát nhiều như vậy, nên là do là cái nguyên nhân và cái gốc rễ của các cái đám nám và tàn nhang đấy chúng ta không được xử lý. Thì chính cái serum này nó hỗ trợ rất tốt cho cái quá trình để mà hạn chế cái quá trình tái phát của các cái nám và tàn nhang. Thứ ba đó là về ban đêm ấy, thì chúng ta biết là cái thời gian để cho da của chúng ta được nghỉ ngơi, thế rồi là tăng cái quá trình tái tạo, phục hồi các cái tổn thương đấy, trong cái ban ngày mà chúng ta hoạt động cũng như là lao động. Thì chính cái sản phẩm dưỡng da ban đêm này á, thì nó có cái tác dụng để hỗ trợ tái tạo các cái thành phần của da, đặc biệt là các cái collagen, thế rồi là elastin. Và khi cái collagen và elastin ở dưới da được tái tạo này, thì nó làm cho da của chúng ta nó căng mịn hơn, thế rồi là dinh dưỡng của da là tốt hơn, nó tránh được cái tình trạng bị thoái hóa, thế rồi là xóa dần các cái nếp nhăn, thế làm cho da của chúng ta được căng mịn và trắng sáng một cách nó bền vững. Vì vậy nếu mà chúng ta kết hợp dùng cả ba cái sản phẩm này đấy,
thì nó sẽ vừa có tác dụng là dưỡng da, làm da của chúng ta căng và tránh cái tình trạng lão hóa. Ngoài ra lại là vừa điều trị được cái nguyên nhân sâu xa tận gốc của cái tình trạng nám da và cái tàn nhang, tức là ức chế cái sự tăng sinh quá mức của các tế bào melanin, rồi là ngăn chặn các cái quá trình phát triển của các đám nám, làm cho da của chúng ta luôn khỏe mạnh, trắng sáng, thế rồi là tránh cái tình trạng tái phát trở lại sau khi chúng ta điều trị. Cái bộ sản phẩm Dara này ạ, thì được sản xuất trên một cái dây chuyền công nghệ rất là hiện đại, đạt cái tiêu chuẩn GMP, cho nên đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng lưu hành trên phạm vi toàn quốc. Các cái phản ánh ấy, thì hiệu quả sử dụng được rõ ràng ấy, trong khoảng từ 2 đến 3 tuần sau khi chị em chúng ta sử dụng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Và việc sử dụng các cái sản phẩm này thì cũng rất là đơn giản. Chị em chỉ cần làm sạch da trước khi sử dụng và làm theo các hướng dẫn kèm theo trên vỏ lọ hoặc là các cái sản phẩm kèm theo. Thì Dara cũng là một trong những cái sản phẩm có uy tín hàng đầu hiện nay, được chị em tin dùng. Thế và nó vừa có tác dụng đồng bộ dưỡng da, điều trị tận gốc nám da và tàn nhang. Và chúng tôi hy vọng đây cũng là một trong những cái sản phẩm có thể được chị em lựa chọn tin dùng để mà mang lại cái sắc đẹp và cái tự tin cho chính bản thân mình cũng như là mang lại hạnh phúc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.